Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn yêu thích video cho mình xin một like và một bình luận phía dưới nha. Giúp kênh nâng cao đề xuất và thông báo đến với mọi người. Nay chúng ta tiếp tục với tập 125 của bộ mở đầu nữ đế ta làm chính cung. Hiện tại tình hình ở Hoàng Thành Đại Viêm vô cùng căng thẳng, có thể xảy ra đại chiến bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, chỉ nghe âm thanh vỡ nát ẩm ẩm, ranh giới của giới vực thế giới bị đánh vỡ. Một đạo thân ảnh đột ngột rơi từ trên không xuống đáp lên trên một ngọn núi. Rơi trên ngọn núi Tiêu Thiên, hướng phía trái phải dò xét, cảm thụ của hắn vượt xa người khác, cảm thấy hoang cảnh nơi này hết sức kỳ lạ. Hoàn chỉnh giới vực thế giới, so với bên trong khu vực đặc biệt của Nam Hoang vực, đúng thật là có chút khác nhau. Lúc trước tại Đại Viêm Hoàng Triều, Tiêu Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa có một sự áp chế gọi là quy tắc. Tuy rằng loại quy tắc này đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng gì. Hắn còn phải khống chế thân thể, tận lực giảm bớt hấp thụ thiên địa chi lực, nếu không, dựa theo hệ thống vượng tài giải thích, nếu hắn không khống chế thân thể mà tự nhiên hấp thụ, sẽ trực tiếp làm toàn bộ Nam Hoang vực tan vỡ sụp đổ. Mà giới vực này lại có sự khác biệt rất rõ ràng. Tiêu Thiên bước vào giới vực này, có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi lực so với Nam Hoang vực cường đại hơn quá nhiều, linh khí càng thêm nồng đậm. Về phần thân thể hấp thu thiên địa chi lực, cùng tình huống hấp thụ ở trong hư không cũng là hoàn toàn khác biệt. Trong hư không thiên địa chi lực rất cuồng bạo, mà ở đây lại rất êm dịu, mà linh khí ở đây nồng đậm, thiên địa chi lực hấp thụ được gấp 9 lần so với bên trong hư không loạn lưu. Ngươi biết đường đến đây, bản lãnh không tệ, Tiêu Thiên nhìn về phía Long Khâu đạo bên cạnh, lên tiếng khen ngợi. Chỉ là mang theo đối phương trong hư không chạy mấy vòng, vậy mà thật sự tìm ra đường đến đây. Đến giới vực này sau đó muốn trở về Nam Hoang vực là chuyện rất dễ dàng, đa tạ Tiêu đại nhân khen ngợi. Long Khâu đạo đầu cúi xuống, tư thái thấp kém có thể giúp ngài là vinh hạnh của tiểu long hắn hiện tại đã hiểu rõ sức mạnh của tiêu thiên có thể vượt qua quy tắc thiên địa chỉ cần hảo hảo giúp hắn làm việc để cho đối phương vui vẻ làm việc là được bay bên canh tiêu thiên tiêu ngư nhi đột nhiên hỏi cha tiếp theo chúng ta nên làm gì đi đông viêm đế quốc cùng vị hoàng đế kia nói chuyện tâm tình tiêu thiên để lộ ra nụ cười mỉm đồng thời phá vỡ phong ấn các giác quan của mình bình thường hắn đều là đem các giác quan phong kín tránh cho sự mạnh mẽ quá mức của mình, dẫn đến tiếp thu quá nhiều tin tức vô dụng. Bây giờ phải tháo gỡ một ít phong ấn, để nghe âm thanh và biết vị trí của mình ở đâu, để tránh đi nhầm nơi hoặc tìm nhầm người, như vậy rất xấu hổ. Tiêu Thiên dựa theo tình báo từ Lưu Ngạo Thiên, chuyên tâm hướng về hoàng thành Đông Viêm Đế quốc nghe động tĩnh, ánh mắt nhìn ra xa cực xa, quan sát tình trạng. Sau đó, biểu tình cực kỳ cổ quái, không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn đến, phảng phất như đang tìm thứ gì. Nhìn thấy biểu tình Tư Thiên Tiêu Ngư Nhi vẫy vẫy cái đầu nhỏ, bay tới bên cạnh đối phương. Cha, đã xảy ra chuyện gì sao? Đích thực có chút việc. Tiêu Thiên nhẹ giọng nỉ non, tung người lăng không bay lên, mang theo Tiêu Ngư Nhi cùng Long Khâu Đạo, xông về phía Hoàng Thành Đông Viêm Đế Quốc. Hiện tại chỗ hắn đứng, cách Hoàng Thành cũng không xa lắm. Với tốc độ của mình, Tiêu Thiên trong nháy mắt đã đi đến trên không Hoàng Thành. Oa, wow, thành trì này rất lớn. Tung bay ở bên cạnh Tiêu Thiên Tiêu Ngư Nhi, mở to cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc nhưng vì sao lại không có bất kỳ ai thành trống không trên không nhìn xuống long khâu đạo nhíu chặt chân mày chuyện này không bình thường toàn bộ bên trong hoàng thành không có bất kỳ ai tiêu thiên từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống trên đường hoàng thành tiêu ngư nhi long khâu đạo cũng cùng nhau rơi xuống đất cùng tiêu thiên quan sát bốn phía không khí quỷ dị bao phủ tại toàn bộ hoàng thành thành trì to lớn này giống như tử thành trống rỗng không có nửa phần động tĩnh an tĩnh quỷ dị toàn bộ hoàn thành đường phố hai hàng có chút xốc xếch tựa hồ xuất hiện qua một ít dấu hiệu dãy giụa người đông viêm đế quốc ở hoàng thành hẳn là bị thứ gì ở phía trên hút đi bách tính bên dưới hoảng loạn bắt lấy đồ vật nhưng đồ vật trên trời lực đạo quá lớn căn bản không thể giữ được nên bị hút đi tiêu thiên nhìn bốn phía rất nhiều thứ đều là từ trên cao rơi xuống một số bức tường còn có vết cào trên đó nên hắn có thể đơn giản suy đoán ra tình hình lúc ấy xem ra sự tình phát sinh rất đột ngột Long Khâu Đạo nhẹ giọng nói, đột nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước, liền trực tiếp đem bách tính vồ bắt đi. Nói đến chỗ này, Long Khâu Đạo nhắm hai mắt lại, cảm giác bốn phía sau đó mở miệng, ta thân là Thánh Long di tích chấn thủ, quản lý trận pháp đối với việc này rất quen thuộc. Ta vừa mới tra xét bốn phía, phát hiện hoàng thành trận pháp phòng hộ vẫn rất hoàn hảo, cũng không có hư hại. Nhưng trận pháp này là bị người ta chủ động đóng lại. Đi trên đường phố bên cạnh Tư Thiên, nghe Long Khâu Đạo phân tích, chờ dừng bước, cúi người xuống đem một cái kẹo hồ lô trên mặt đất nhặt lên. Phía trên còn có dấu răng nho nhỏ. Chúng ta đi đến nơi khác xem." Nói xong Tiêu Thiên bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời, mang theo Tiêu Ngư Nhi cùng Long Khâu đạo, tuần du toàn bộ Đông Viêm Đế quốc. Tiêu Thiên tốc độ cực nhanh, thời gian không bao lâu, Đông Viêm Đế quốc to lớn cũng đã bị Tiêu Thiên đi qua hết. Khi đi hết thì mới phát hiện tình huống khiến người ta kinh hãi, Đông Viêm Đế quốc các thành lớn, cùng hoàng thành giống nhau như đúc, đều không có một bóng người về phần một ít tiểu thành biến mất đều là quan viên cùng hào môn đại tộc và một ít thanh niên tráng kiện những người còn lại vẫn sinh sống như thường ngài cha nơi này thật kỳ quái tiêu ngư nhi bay đến gần tiêu thiên thì thầm lên tiếng vì sao nhiều người như vậy đều biến mất thật giống như đều bị bắt đi tiêu thiên lúc này khẽ cười hai tiếng thật thú vị lưu ngạo thiên chắc không ngờ rằng hắn không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ bách tính vậy mà hiện tại không còn một ai nói đến đây tiêu thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đột nhiên điều chuyển phương hướng, hướng về phía Thiên Cơ Các vào tới. Tổng nộ của Thiên Cơ Các cũng nằm ở trên Đông Viêm Đế Quốc. Tiêu Thiên không bao lâu, dựa theo nội dung tình báo Lưu Ngạo Thiên cung cấp, đã tới Thiên Cơ Các tổng bộ. Thiên Cơ Các tổng bộ tọa lạc trên ngọn núi, với những khu kiến trúc nguy nga. Phía dưới núi, những hòn đảo nhỏ như huyết vân lâu tổng bộ trôi lơ lửng phía trên cũng lầu cát nguy nga có thể thấy thiên cơ các này ở đông viêm đế quốc nội tình thế lực hùng hậu cỡ nào nhưng cũng là giống nhau yên tĩnh giống như chết phản phất như là đã cùng đông viêm đế quốc có thương lượng thiên cơ các tổng bộ từ trên đỉnh núi xuống tới các thành trì bên dưới không hề có một bóng người thậm chí vết bị bắt đi cũng giống nhau như đúc trận pháp cũng là bị chủ động đóng lại đông viêm đế quốc thiên cơ các tất cả đều không có một bóng người sự trùng hợp như thế này thì không còn gọi là trùng hợp nữa nếu xem xét chuyện mất tích của hai thế lực này có thể nhận thấy hai thế lực này chỉ có một điểm chung chính là bọn họ đã đến đại viêm hoàng triều nồi cơm của ta xảy ra chuyện. Trở về Nam Hoang vực, tình huống này không đúng lắm, Đông Viêm đế quốc cùng thiên cơ các chỉ sợ có vấn đề. Nam Hoang vực, bên trong khu vực đặc biệt. Đại Viêm hoàng triều hoàng thành, Tử Nhược Yên cao mày, ngương mắt nhìn thân ảnh phía trước. Bất kể Đông Phương Cao Huyền hay là Chu Thiên Cơ, đều bất động, không hề để nàng vào trong mắt. Chỉ yên lặng nhìn đến Thanh Viêm Sơn mạch, trầm mặc bất ngữ, phảng phất là đang đợi cái gì. Ầm ầm. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang dội ở phía xa ở Thanh Viêm Sơn Mạch, đang lay động dữ dội. Phảng Phất có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra. Một trận pháp cổ xưa bắt đầu xuất hiện, ruộng đất bên trong Thanh Viêm Sơn Mạch đang nhô lên thật cao. Vỡ nát khắp mặt đất, một lôi đỉnh cổ xưa, hiển nhiên từ trong ngọn núi bay ra, những khối đất đá lớn, kèm theo cây cối, giống như dòng nước chảy từ trên cái nồi xuống mặt đất. Phía trên có tinh quang như ẩn như hiện, làn sóng kim quang dao động kia cùng với kim quang trên thân Tử Nhược Yên giống nhau như đúc kêu gọi kết nối với nhau khiến rất nhiều người nhìn chăm chú cái nồi kia dấu vết loang lổ có thể thấy cái này là di tích cổ xưa từng chịu đựng công kích mãnh liệt phía dưới cái nồi lại có một cái cung điện cung điện kia sao lại ở dưới một cái nồi lớn như thế trên tường thành lạc nữ ái đang ẩn núp mặt lộ vẻ kinh dị bên cạnh nữ thân vệ lão tam giọng điệu kinh ngạc hơn nữa nó còn là một tòa thành với cấu tạo dường như chuẩn bị cho chiến tranh đánh giá từ biểu tượng ngọn lửa có thể nói cái này là được để lại bởi đại viêm đế quốc các ngươi nhìn cái thành trì này bên trên thật giống như là một cái lò nung lớn lúc này lão nhị vươn tay chỉ đến thành trì di tích cổ xưa kia phía trong lò hỏa diễm bùng cháy ba khí chiến ý từ trong lò nung lang tràng ra ngoài chiến tranh lò nung quả nhiên tại đây lúc này lơ lửng rửa không trung đông phương cao huyền bỗng nhiên hô to hưng phấn không thôi thành công quả nhiên thành công những gì ghi chép trong truyền thuyết đều là thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình các bạn yêu thích video cho mình xin một like và một bình luận ủng hộ tinh thần đồng thời các bạn ấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo của video mới nha mình xin chân thành cảm ơn